Tiên tri tiết lộ, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, Nam Mạng, năm Giáp Thìn 2024, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, trúng số liên tiếp, đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét chật két nếu như nắm bắt được ba cơ hội này. Hoan hỉ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, Nam Mạng, đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý bạn, đã bao giờ bạn thấy bản thân không biết phải làm gì với cuộc đời này hay chưa? Bạn có lẽ đang thực sự bế tắc, bạn có thể đang cảm thấy thất vọng với cuộc sống, đau thương, đổ vỡ, khó khăn trùng trùng, thậm chí bật khóc giữa màn đêm. Bạn có thể đang bị mỉa mai trong ngày hôm nay, bị đối xử bất công, tệ bạc, đồng nghiệp vùi dập và không biết làm sao để bước tiếp. Nhưng bạn ơi, bạn yên tâm, những ngày tối tăm chắc chắn sẽ kết thúc và mở ra cho bạn một tương lai sáng lạn, tràn trề hy vọng, giàu sang phú quý, trời mưa dông rồi sẽ tan, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Sau cái màn đêm đen tối là ánh sáng của bình minh, không có gì kéo dài mãi mãi và mỗi một khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới. Một năm mới sẽ mang lại cho bạn những cơ hội làm giàu mới và điều mà bạn cần làm lúc này là nắm bắt và thực hiện cơ hội đó mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ được chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, với ba cơ hội vàng, thúc đẩy công danh, sự nghiệp lên hương, tài lộc viên mãn. Vậy, chi tiết về vận trình cụ thể ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Mậu Ngọ hay còn được gọi với cái tên khác là cứu nội chi mã, tức là con ngựa ở trong chuồng. Nam cung Cấn Mộc thuộc Đông Tứ Mệnh. Năm sinh dương lịch từ mùng 7 tháng 2 năm 1978 đến 27 tháng 1 năm 1979. Năm sinh âm lịch, Mậu Ngọ, thiên can Mậu, tương hợp quý, tương hình nhâm, giáp. Địa chi Ngọ, tam hợp, dần Ngọ Tuất, tứ hành xung, ý Ngọ Mão Dậu. Mạng thiên thượng hỏa, lửa trên trời, khắc xa trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con ngựa, tướng tinh con heo, Phật bà quan âm độ mạng. Người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, Nam Mạng, có tính cách khá mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng khá ấm áp. Người tuổi này luôn chứa đựng tấm lòng cao cả, trong cách ứng xử với người xung quanh, bản mệnh cũng có những tham vọng và luôn sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, những người cầm tinh con ngựa là loài vật hiện đại cho sự đại diện giản dị, nhanh nhẹn, độc lập, vui vẻ và thân thiện. Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mang mệnh hỏa, là người ấm áp nhưng đôi lúc cực kỳ nóng nảy. Mậu Ngọ khá cứng đầu, khi tức giận thì có khuynh hướng không làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình. Mậu Ngọ với nạp âm hành hỏa, do can Mậu Thổ, ghép với chi Ngọ hỏa, chúng ta có hỏa sinh nhập thổ, tức chi sinh can. Nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Dù cho năm xung tháng hạn, có gặp nguy nan, nhưng vẫn dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Mậu Ngọ có nhiều hỏa tính trong tuổi, khi hỏa vượng hay suy vào lúc lớn tuổi, các bộ phận như tim mạch, ruột, miệng dễ có vấn đề nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Mậu Ngọ thuộc mẫu người có đầy đủ hai đức tính của can Mậu, cứng rắn, trực tính, nóng nảy, đầy tự hào, càng đi xa nơi sinh trưởng càng có lợi. Và chi Ngọ chịu ảnh hưởng của chòm sao hai sư Leon Leo, nằm ở phía nam hoàng đạo, nhanh nhẹn, phóng khoáng, nhiều hoài bão, mang chí lớn nhưng không bền chí, rất khỏe mạnh, thích sống đời tự lập, ham vui, mau quên, mau chán, bất khuất, ngang tàng nhưng cũng biết phục thiện, ít khi muốn hợp tác với ai vì tính tự kiêu. Người Mậu Ngọ phần lớn nhiều tham vọng, thích làm chuyện đại sự nhưng thiếu quyết tâm và dễ nản, ít kiên nhẫn, thường xung khắc với cha mẹ, đôi khi về già khắc cả với con cháu. Sinh vào mùa xuân, hạ thì hợp mùa sinh, mùa đông ít thuận lợi. Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ, cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ, buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải sai lầm, thất bại không đáng có bởi sự chủ quan, nóng nảy của mình. Nếu khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sớm thành đạt, có địa vị, quyền lực trong xã hội. Thời còn trẻ, những người này ham học hỏi và khám phá những điều mới mẻ, họ ít khi dành thời gian ở nhà, luôn đi xa để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Mậu Ngọ thiên thượng hỏa, là lửa mặt trời, trung tâm của vũ trụ, là quả cầu lửa khổng lồ, với năng lượng vô hạn hàng ngày tỏa sáng, cung cấp ánh sáng cho vạn vật trên cõi nhân thế,
mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Những người sinh năm Mậu Ngọ luôn sống nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, tuy nhiên họ lại là người thẳng tính nên nhiều khi dễ làm mất lòng người khác. Có rất ít bạn thân nhưng vì có tấm lòng độ lượng, hào phóng sẵn sàng giúp đỡ người khác nên tuổi Mậu Ngọ có tinh thần độc lập cao, sớm lập được sự nghiệp riêng cho mình. Nhiều ví dụ cho thấy người tuổi Mậu Ngọ thời trẻ thường xa gia đình, dù ở nhà tinh thần độc lập cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Mậu Ngọ luôn lạc quan, cho dù gặp phải khó khăn, thất bại, do vậy họ sẵn sàng quên đi quá khứ để hướng về tương lai, làm lại từ đầu tạo dựng sự nghiệp. Trong quan hệ xã hội, quan hệ làm ăn, họ là những người chân thành, đáng tin cậy, đúng sai phân minh rạch ròi, lòng dạ rộng rãi, luôn là người tiên phong giải quyết vấn đề khó khăn. Xét về năng lực phấn đấu, Mậu Ngọ sinh vào ban đêm thì cư xử khéo léo hơn, Mậu Ngọ sinh vào ban ngày nóng nảy, gấp gáp và mưu cầu công việc hơn. Mậu Ngọ có thể kiếm tiền bằng nhiều nguồn, họ có thể là một chính nhân quân tử, làm việc kiếm tiền ngay thẳng, hoặc có thể kiếm tiền một cách bất ngờ, táo bạo và thiếu ổn định. Với cá tính nóng vội và thiếu kiên nhẫn, hành động quá nhanh nên hay gặp thất bại, có cảm giác là không gặp thời. Mậu Ngọ nếu muốn thành công thì không nên làm việc quá hấp tấp, vội vàng, không nên quyết định quá nhanh, quá táo bạo, nên vận dụng sự mềm dẻo, chậm mà chắc. Mậu Ngọ rất thích hợp với những công việc mang tính chất thể thao, vận động. Bước sang trung vận, được sự giúp đỡ của những quý nhân, họ sẽ nhận được những cơ hội lớn trong sự nghiệp, dù khó khăn cũng dễ dàng vượt qua và. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Mậu Ngọ trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Mậu Ngọ theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu tương xung giáp, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Bản mệnh cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ và đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo không sẽ rất hại cho sức khỏe, đau ốm liên miên, hao tổn tiền bạc vì chạy chữa bệnh tình. Xét về địa chi, địa chi Ngọ gặp địa chi của năm là Thìn, chủ về quan hệ bình hòa. Năm này mọi công việc tuổi Ngọ dự báo không có những đổi mới, mưu sự lớn nhỏ dựa vào chính mình, bản thân quyết định thành bại, chứ không phải yếu tố bên ngoài tác động. Trong năm nhiều cơ hội kiếm tiền, quan trọng là đương số chủ động thay đổi để nắm bắt hay không mà thôi. Xét về ngũ hành, hai hành hỏa gặp nhau, thúc đẩy tài khí vượng, tài lộc dồi dào, xuất hiện mối làm ăn lớn, quan chức gia tăng bổng lộc, con cháu được nhờ vả, gia đạo có chút bất ổn, chủ yếu do bản mệnh quá bận rộn với công việc mà không có thời gian cho người nhà, nếu sắp xếp được gia đạo lại sớm ấm êm trở lại. Tiểu kết, bước sang năm 2024, vận khí của nam mạng Mậu Ngọ được dự báo là sẽ có bước tiến triển khá lý tưởng, công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng, tiền bạc đều rất dư giả. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ, dù nắm giữ chức vụ nào thì bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu mình đã đặt ra. Thể trạng có phần giảm sút, cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng hợp lý thì tình trạng mới sớm có cải thiện. Xem tử vi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Mậu Ngọ nam mạng gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Hạn Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao Thổ Tú nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó khăn trốn quan trường. Sao Thổ Tú đến với tuổi nào thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó. Ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội có thể không thuận lợi như mong muốn, nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm thì vẫn sẽ gặt được những kết quả như ý. Về hôn nhân gia đình dễ xảy ra xung đột, gia đạo hay căng thẳng, bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác, không có chủ định rõ ràng. Do vậy, cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống, cùng chia sẻ với mọi người, mỗi người nhịn nhau thêm một chút thì trong nhà mới yên ấm. Theo tử vi, mỗi năm con người đều có sao chiếu mệnh, may rủi có thời, do vậy bạn cũng không cần quá lo lắng, 6 tháng cuối năm, mọi sự sẽ có khởi sắc. Đặc biệt, những người mệnh thổ lại càng không đáng lo ngại, trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, thị trong 2 tháng thiếp chàng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao. Mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua.
Vào năm Thủ Tú Tinh Chiếu cần đặc biệt chú ý cẩn trọng, tránh bị tiểu nhân gièm pha lợi dụng. Trước khi làm phải đánh giá phân định rõ ràng, đừng tin người mù quáng mà thiệt thân. Sao này tác động xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, nếu mang tính đại sự, nên tránh hai tháng này để đề phòng bất trắc. Mệnh chủ cũng nên theo dõi tình trạng cơ thể, tuyệt đối không cậy mạnh, phung phí sức khỏe, nên hạn chế xuất hành đi xa để tránh gặp nạn. Bên cạnh đó, người tuổi sao Thổ Tú nên đề phòng trộm cắp, cướp giật, đời sống tình cảm cũng không quá suôn sẻ. Tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, một điều nhịn là chín điều lành, tránh cãi vã, tranh chấp không đáng có. Trong ngũ hành thì sao Thổ Tú thuộc hành thổ, xét theo quan hệ tương sinh, tương khắc, hành thổ thì Thổ Tú tương sinh với hành hỏa và hành kim, tương khắc với hành mộc và hành thủy. Thổ Tú hợp màu đỏ, hồng, tím, cam, hành hỏa và màu trắng bạc, ánh kim, hành kim. Thổ Tú kỵ màu xanh lá cây, hành mộc và màu đen, xanh nước biển, hành thủy, dựa vào màu sắc hợp khắc với sao Thổ Tú. Đương số nên chọn màu hợp mệnh nhằm kích thích vận khí may mắn, giúp công việc làm ăn trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn. Chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp và gắn kết hơn do Thổ Tú là sao trung tính, gia chủ cần mạnh dạn trong việc kích vận khí, tận dụng cơ hội may mắn nếu có. Xem tử vi nam mạng tuổi Mậu Ngọ theo niên hạn. Tuổi Mậu Ngọ, nam mạng bước sang năm 2024, gặp hạn ngũ mộ. Nhắc đến hạn ngũ mộ và hạn của nó có câu thơ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Ngũ mộ là một trong số 8 hạn lưu niên chiếu mệnh. Đối với các lứa tuổi, hạn ngũ mộ là tiểu hạn được cho là rất xấu về đường kinh tế, tiền tài, sức khỏe của con người. Những người gặp hạn này thường gặp thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó có thể kiếm được nhiều hơn. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ được tiền lại càng khó hơn vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính. Những vận hạn ngũ mộ thường gặp bị mất cắp, trộm cướp. Vào năm hạn ngũ mộ, khi ra ngoài nên hạn chế mang theo nhiều tiền cũng như đeo nhiều trang sức quý giá, bởi dễ gặp cướp giật, trộm cướp, nhẹ thì bị mất tiền tốn của, nặng thì có thể xây xô sát và gặp tai nạn thiệt thân. Thua lỗ trong kinh doanh và đầu tư. Hạn ngũ mộ chiếu mệnh khiến công việc trắc trở, kinh doanh thất bại, việc hợp tác làm ăn gặp nhiều vấn đề rắc rối, gây thiệt hại về tài sản, kinh tế, tài chính suy giảm, công ty làm ăn vỡ lở. Nếu không kịp thời giải quyết, có khả năng dẫn đến phá sản, thân bại danh liệt. Gặp hạn liên quan đến pháp luật. Và năm này khi nhập hàng hóa dễ nhập phải hàng giả, hàng nhái, sản phẩm kém chất lượng, không có chứng từ và hóa đơn dễ xảy ra kiện cáo, khiến bản thân và công ty rơi vào vòng lao lý. Gặp kẻ gian hãm, hại lừa, lừa lọc. Hạn ngũ mộ khiến bản thân và gia đình dễ gặp những kẻ gian lừa lọc về tiền bạc, vật chất hay hãm hại gây tổn hại đến tài sản, thậm chí là thương vong. Tổn hại sức khỏe. Vào năm hạn ngũ mộ dễ gặp phải những vấn đề về sức khỏe, ốm đau, bệnh tật hay gặp những vấn đề rắc rối khiến bản thân phải đau đầu, suy nghĩ, gây suy sụp tinh thần, tâm trạng buồn bực và lo âu, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và thể chất. Cách giải hạn ngũ mộ như thế nào? Với những đặc điểm về hạn kể trên thì cách giải hạn ngũ mộ cũng không phải là điều dễ dàng. Mọi người nên tránh đầu tư làm ăn mạo hiểm, không mua đồ lậu, đồ gian, tiêu thụ hàng trốn thuế, tài sản trộm cắp. Ngoài ra, cách giải hạn ngũ mộ cũng đề cập đến việc cần đề phòng mất trộm, bị cướp giật, lừa đảo tiền bạc, hạn chế giao lưu, tiếp xúc với những đối tượng kinh doanh đã cấp, chạy trọt hối lộ, xin vào biên chế hay chạy chức, chạy quyền. Không nên tham gia các hoạt động bài bạc, làm ăn thu lợi phi pháp, bất chính. Ngoài ra, cũng cẩn thận, không nên cho những người không đáng tin tưởng ngủ nhờ, những hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, bảo hành, cũng không nên ham rẻ mà mua. Ngoài ra, bản mệnh trong năm gặp hạn nên chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cẩn thận, sống lương thiện, có ích cho xã hội, bởi cho đi là nhận lại. Chỉ cần luôn sống hiền lành, tử tế, không làm việc trái đạo đức, lương tâm con người, thì cuộc sống ắt sẽ bình an và hạnh phúc. Vận niên năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ, nam mạng. Năm 2024, tuổi Mậu Ngọ gặp vận niên, thố lộng nguyệt, tức là mèo chơi trăng. Khi gặp vận niên này, thì năm đó là năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh như ý nguyện, phải lòng mong chờ đợi bấy lâu. Về tình cảm, năm nay gia đình yên ấm, con ngoan ngoãn, chuyện tình yêu như ý nguyện, tinh thần phơi phới, tâm hồn nhiều mơ ước, là một năm ước thì DUECM muốn gì ắt sẽ tỏa. Xem vận hạn năm 2024 tuổi Mậu Ngọ, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024.
Tuổi Mậu Ngọ không phạm tam tai, không có thêm yếu tố hung hiểm nào tác động lên vật trình năm Giáp Thìn, bản mệnh yên tâm làm việc và vui sống kim lâu năm 2024. Tuổi Mậu Ngọ không phạm kim lâu là tuổi đẹp để tiến hành làm nhà hoặc mua nhà trong năm. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Mậu Ngọ phạm hoang ốc khi tiến hành làm nhà trong năm nay, nếu vẫn muốn tiến hành, có thể tính đến phương án mượn tuổi xây nhà. Tiểu kết. Đương số chỉ phạm hoang ốc trong năm 2024 nên chỉ cần lưu ý không đứng ra tiến hành việc sang sửa, xây cất, mua bán nhà cửa thì không có gì phải lo lắng. Nếu là việc không thể tránh, có thể tiến hành mượn tuổi. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Mậu Ngọ, nam mạng. So với tử vi tuổi Mậu Ngọ 2023, năm 2024 thêm vài phần cát lành, tuy nhiên chưa đến độ rực rỡ. Ngọ gặp Thìn ở tâm thế bình hòa, công việc làm ăn đều đều, ổn định với những ai làm công ăn lương. May mắn có thêm chính quan, chính ấn cát tinh hỗ trợ, nên cũng đạt được ít nhiều thành công hay sự thăng tiến, có điều tất cả vẫn ở mức khiêm tốn. Tiền bạc đủ tiêu pha, trang trải cuộc sống, chứ cũng không dư dôi quá nhiều. Kinh doanh, đầu tư, nếu chuyển hướng khác sẽ có lợi hơn. Năm có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh, nên tình duyên khá cát lành, nhưng lưu ý dấu hiệu phản tác dụng của đào hoa quá vượng, gia đạo có nhiều xáo trộn, chủ về mâu thuẫn tình cảm do kẻ xấu phá hoại, sức khỏe cần lưu tâm nhiều hơn, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng dễ đau ốm và tiêu tốn không ít tiền bạc về phương diện này. Về phương diện công danh sự nghiệp, năm 2024 sẽ là năm bình ổn với những người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều biến động, thời điểm vận khí lên, đón nhận sự hỗ trợ của hai cát thần, chính ấn và chính quan, đương số có cơ hội khẳng định năng lực, dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng nhẹ về mức lương. Năm nay, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới, có thể quá trình khởi đầu. Bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, tài lộc khá vượng, tuy nhiên, cần cẩn trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, nhưng vẫn có điềm báo tiểu nhân rình rập, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương kẻo hao tổn tiền của. Ngoài ra, trong năm bản mệnh tuổi Mậu Ngọ nam mạng, cần chú ý tác động của ngũ quỷ và kiếp tài, là dấu hiệu cho thấy quanh bản có những kẻ hẹp hòi đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, cho nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình nhé. Về phương diện tài lộc, nhìn chung, tài lộc năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ nam mạng thường không biến động mạnh. Dù tài sản có tăng tiến hơn so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Sao Thổ Tú tác động khiến công cuộc kiếm tiền làm giàu có phần trục trặc, vất vả chứ không suôn sẻ ngay từ đầu. Người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập như cũ, nửa cuối năm có thể tăng lương nhẹ. Người kinh doanh, buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều, vẫn giữ được khách hàng cũ, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Trong năm không nên đầu tư quá nhiều tiền bạc vào một mối làm ăn, chủ về khó thu hồi được vốn liếng, nên quan sát biến động thị trường, phân tích mặt lợi hại của các ngách thị trường để có hướng đi phù hợp. Đầu tư thông minh sẽ giúp bạn vừa giữ được tiền mà còn hạn chế được rủi ro. Về phương diện tình cảm, gia đạo, năm 2024, Bách Việt và Hàm Chỉ đều là những cát tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Mậu Ngọ. Bản mệnh dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn. Chuyện tình cảm gia đạo cũng hài hòa, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau, đó chính là tính chất gắn kết mối quan hệ giữa hai người thêm bền chặt. Về phương diện sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ, nam mạng, lại không quá lạc quan trong năm này.
đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ, vì thế bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Ngoài ra, năm có hối khí ảnh hưởng, cần chú ý hơn tới sức khỏe người lớn tuổi trong nhà, nửa cuối năm có tin buồn tan chế. Hóa giải vận hạn phong thủy năm 2024 dành cho nam mạng Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hòa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác dụng lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Đối với hạn ngũ mộ, chủ yếu gây thiệt hại lớn về tiền bạc, nên ngoài những cách giải hạn ngũ mộ, đề phòng thiệt hại do nó gây ra, người ta cũng có những biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng nghiêm trọng nặng nề của nó. Thứ nhất, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề, cờ bạc. Đây được coi là cách giải hạn ngũ mộ nói riêng, cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế, nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc, cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền, nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tổn. Thứ bốn, hiện tượng hao tốn tiền bạc, một phần do phong thủy nhà không tốt, đứng về góc độ lý khí, nếu tại vị trí hướng tinh không đắc, cách vượng hướng thì tiền bạc khó tụ, đặc biệt vào những năm lưu niên thái tuế, ngũ hoàng, nhị hát của năm bay đến, hướng cửa trước của căn nhà. Điều này cần sử dụng la kinh, đo đạc, nghiên cứu, phân tích và có biện pháp hóa giải đúng cách mới mang lại hiệu quả cao. Thứ năm, cần nghiên cứu kỹ hạn NAMN hạn THANGN trong lá số tử vi của mỗi cá nhân, tránh tình trạng mù quáng đầu tư, dẫn đến sai lầm. Thậm chí có thể xem thêm hàng tháng để có những biện pháp giảm nhẹ nguy cơ, hao tốn tiền bạc, của cải. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Mậu Ngọ, nam mạng, trong năm 2024 này. Vận may là những thứ tốt đẹp đến cuộc sống con người mà ta không hiểu tại sao lại có được, nó đến với ta một cách bất ngờ, không báo trước, nhưng luôn để lại một món quà cho ta hay cho mọi người xung quanh, đó là điều ai ai cũng mơ ước, nhưng không phải ai cũng có được. Trong đời người, có năm vận may lớn, gặp người thầy giỏi, kết bạn tốt, lấy được người tốt, nghe lời người có ích và nắm bắt cơ hội tốt, bạn đã gặp được bao nhiêu trong những điều này rồi. Vận may đầu tiên, gặp được người thầy giỏi. Người xưa nói, đắc ngộ lương sư, tam sinh hữu hạnh. Có nghĩa là, gặp thầy giỏi là phước đức ba đời. Nếu bạn có một người thầy giỏi dạy dỗ, giống như cuộc đời chúng ta có một ngọn đèn soi sáng. Điều này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mê mờ và tìm ra phương hướng đúng đắn để bước đi. Trong sư thuyết của Hàn Vũ có câu, sư giả, sở dĩ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc giã, có nghĩa là người thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hóa giải những điều còn mê hoặc cho chúng ta. Cũng có cổ huấn viết rằng, người thầy có thể chia làm ba cấp bậc, thượng sĩ dạy đạo, trung sĩ dạy đức và hạ sĩ dạy thuật. Khi bạn gặp được một bậc minh sư, bạn có thể không còn e ngại gì mà cứ thế học theo, không phải đi đường vòng. Vận may thứ hai, gặp được bạn tốt. Tục ngữ có câu, quen biết trăm người không bằng một người tri kỷ, một người bạn tốt thực sự chính là người có thể tâm đầu ý hợp với bạn. Họ sẽ âm thầm nỗ lực, hỗ trợ bạn khi bạn thất vọng và hết lòng giúp đỡ khi bạn chán nản. Ngay cả khi sức cùng lực kiệt thì họ cũng không bao giờ rời xa bạn mà sẽ luôn ở bên bạn, cả hai có thể cùng nhau tương giao, cùng nhau bồi dưỡng,
cùng nhau thành tựu là điều may mắn nhất trên con đường nhân sinh của mỗi người. Một người bạn tốt là người thấu hiểu, giúp đỡ bạn và cứu bạn quãng đời còn lại. Bạn sẽ có tri âm tri kỷ để đồng hành, nó sẽ bất chi bất giác biến đổi cuộc đời của bạn theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Vật may thứ ba, nắm bắt được cơ hội tốt. Trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp được vô số cơ hội, có cái không quan trọng và có cái lại rất quan trọng. Việc nắm bắt được hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của một người. Đại bàng thường mượn sức gió trong những cơn bão để bay vút lên trời cao. Chỉ bằng cách nắm bắt cơ hội, người ta mới có thể giống như đại bàng cưỡi gió, vượt sóng và bay thẳng lên mây xanh. Trên con đường nhân sinh, bạn sẽ gặp rất nhiều thử thách. Những vận may lớn này sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Vận may thứ tư, lấy được người tốt. Có câu rằng, vật báu dễ kiếm, người tốt để lấy thì khó tìm. Nếu bạn gặp được một nửa kia tốt, người ấy sẽ cùng bạn đối mặt với những năm thăng trầm trong cuộc sống. Trong tình yêu, cả hai sẽ đồng hành cùng nhau, đi cùng nhau và giúp đỡ nhau trở thành con người tốt hơn. Trên đời, khi bạn có thể đồng hành cùng một người tốt, thì bạn sẽ gặp may mắn và phước lành cả đời. May mắn nhất trên đời này là gặp đúng người vào đúng thời điểm. Khi nắm tay một người, từ thanh xuân đến lúc bạc đầu, cùng sống trong một mái ấm, mỗi ngày cùng nhau ăn 3 bữa cơm và cùng nhau trải qua 4 mùa, cuộc sống đơn giản như vậy là đủ an định một đời. Vận may thứ 5, nghe được lời nói có ích. Mọi người thường nói, nghe lời người khôn ngoan còn hơn 10 năm đọc sách. Trong cuộc sống, sẽ luôn có những khó khăn, bạn không thể vì nghĩ không thông mà đi vào chỗ bế tắc. Đôi khi chỉ cần một lời nói có ích, sẽ khiến bạn cảm thấy vỡ ra và sáng tỏ thông suốt. Từ đó những rắc rối cũng được giải quyết dễ dàng và cuộc sống sẽ trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Nghe lời nói có ích sẽ làm bạn tăng thêm trí tuệ, mở rộng tầm nhìn, mở rộng những khuôn mẫu sẵn có trong tư duy. Nó sẽ giúp bạn cải thiện bản thân, cũng là cách đơn giản và hiệu quả nhất để bạn gặt hái được thành công. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.